Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là buổi sáng của ngày 10 tháng 5 năm 2020, thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý khách trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là bộ hoành phi câu đối gỗ gụ siêu dày. Thì chúng tôi tại sao chúng tôi lại nói là siêu dày, thì đi vào thông số kích thước thì chúng tôi cũng báo luôn là chiếc hoành phi này dài 1m97, rộng 67, ván dày 3 phân và khuôn là dày 7 phân. Phần khuôn to là to 10 phân. Khác cái hàng phổ thông bình thường, hàng bình thường chúng tôi làm dày 6 phân và ván là ván 2 phân. Tôi xin nhắc lại kích thước của bộ hoành phi này là dài 1m97, rộng 67. Trong lòng ván dày 3 phân và chạm 3 chữ Đức Lưu Quang. Xen kẽ là đục tứ quý. Và phần câu đối đây, một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Thì câu đối này chúng tôi làm với kích thước là dài 1m97, rộng 30 và dày 7 phân. So với hàng phổ thông thì chúng tôi làm kích thước là 1m97, rộng 27 và dày 5 phân. Tôi sẽ quay chi tiết bộ hoành phi câu đối siêu dày này cho quý khách có thể xem được. Quý khách ưng bộ sản phẩm nào thì có thể liên hệ theo Zalo, hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị. Quý vị không thể về được trực tiếp cơ sở thì quý vị có thể đặt hàng online cũng được. Chúng tôi nhận đặt hàng online 24 trên 24. Đây là bộ hoành phi câu đối gỗ gụ siêu dày. Quý khách nào có thể mua riêng hoành phi cũng được, hoặc mua riêng câu đối chúng tôi cũng vẫn nhận. Nhưng thường đi theo của nó là một bộ. Một bộ thì gồm hoành phi và câu đối. Một bên là chúng tôi chạm Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, nghĩa là tổ tiên mà gây dựng nên công đức thì trăm năm sẽ thịnh vượng. Toàn bộ xung quanh phần rèm câu rối là chúng tôi chặt gấm hoa chanh, và lá tây là lá tây hóa. Phần dưới thì chúng tôi đục nghê và phần đầu trên thì chúng tôi đục phượng. Trong các clip trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều những mẫu hoành phi rồi, có hoành phi chặt gấm và hoành phi lồng cuốn thư. Thì quý vị ưng mẫu sản phẩm nào thì quý vị có thể chụp hình ảnh gửi qua Zalo 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Hoặc là quý vị có thể truy cập vào fanpage Đồ Gỗ Hiền Lành, fanpage trên Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành, quý vị có thể lấy được hình ảnh, hoặc có thể truy cập vào website nội thất laxuyen.com, quý vị có thể tìm hiểu đường đi về tới làng nghề gốc La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Vì thường thường chúng tôi đưa lên một ngày trung bình từ 2 đến 3 video. Thì quý vị đăng ký, quý vị sẽ nhận được thông báo mới nhất, nhanh nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.